Ngày 22 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Châu Đốc phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường núi Sam tổ chức trao 200 phần quà cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường. Đến dự có ông Quỳnh Chí Quanh, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Tại buổi trao quà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Châu Đốc đã trao tặng 200 phần quà cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn của phường, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, đường, mì, nước tương với tổng trị giá 60 triệu đồng do gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, phủ thờ Bửu Sơn Kỳ Hương hỗ trợ. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ một phần khó khăn đến với những người có công của phường, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Ngày 22 tháng 8, Quỹ ban mặt trận phường Châu Phú B tổ chức trao 100 phần quà cho các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi phần quà gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm do gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, Phủ Thờ, Bửu Sơn, Kỳ Hương hỗ trợ. Đây không đơn thuần chỉ là việc trao những phần quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mà những phần quà ý nghĩa còn thể hiện tình cảm, tinh thần, chia sẻ khó khăn vì cộng đồng, giúp các gia đình tiếp tục dương lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8 năm 2024, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc xã Dĩnh Tế tổ chức phát quà cho hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã. Quỹ ban mặt trận xã cùng mạnh thường quân trao tặng 100 phần quà cho các hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm gạo, một thùng mì và một số nhu yếu phẩm do gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, Phủ Thờ, Bửu Sơn Kỳ Hương, phường Núi Sam hỗ trợ. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chia sẻ với những khó khăn của các hộ gia đình, mong muốn động viên các hộ gia đình cố gắng nỗ lực dương lên, phát triển kinh tế gia đình để có cuộc sống ổn định.